Đô Phi xin chào các bạn. Nếu như các bạn có nhiều thiết bị điện tử này, như là điện thoại này, máy ảnh này, sạc dự phòng này, loa đài này mà cần phải sạc này, thì đây là bộ sạc 24 cổng này dành cho các bạn này. Sản phẩm là có thể là sạc cùng một lúc này 24 thiết bị này. Để mình mở hộp sản phẩm này cho các bạn xem này. Thì bên trong sản phẩm này sẽ có một chiếc dây nguồn này, rất là to luôn. Đó, dây nguồn to như vậy thì nó mới chịu được tải này. Rồi tiếp theo thì đó là một bộ sạc này, gồm 24 cổng của chúng ta này. Rồi có một tờ giới thiệu này, cũng như là hướng dẫn cách sử dụng này. Thì tờ này nó sẽ là chung của các bộ là 6, 8, 10, 12, 24 này, 40 và 60. Đó, thì tờ này là họ in chung thôi. Của mình đây là 24 cổng, thì các bạn sẽ xem đúng mục 24 cổng này. Đó, cái này nó bằng chữ tiếng Anh thôi. Đó, họ có in đầy đủ này, thông số. Còn mặt sau thì là bằng tiếng Trung. Đó, song ngữ. Rồi, bỏ tạm cái hộp sản phẩm ra đây. Chúng ta sẽ cùng xem này, sản phẩm này. Đầu tiên là chiếc dây nguồn này rất là to. Dây này giống như dây cắm nồi cơm điện vậy các bạn ạ. Đấy, với dây to như này thì nó mới chịu được tải này. Cắm nồi cơm điện hoặc là ấm siêu tốc đấy. Hoặc là dây nguồn giống dây nguồn của cây máy tính. Đây, còn đây là bộ sạc của chúng ta này. Đó, cầm to như viên gạch vậy. Rất là chắc tay. Đây, có in đồng đầy đủ này, 24 cổng này. Đấy. Công suất là 100W này, 20A. Đây, chiều ngang này có 6 cổng này và 4 cổng chiều dọc, thì tổng là 24 cổng USB. Đây, cái lớp này thì nó chỉ là lớp ni lông để bảo vệ thôi. Các bạn có thể là bóc ra được. Đấy. Đây, bóc ra nó sáng bóng này này. Đấy, để bảo vệ cho khỏi xước bề mặt nhựa này. Các bạn bóc ra cũng được, mà chả bóc cũng được. Trông không bóc thì trông nó hơi hơi cũ thôi, màu nó không đẹp. Đây, còn phía bên cạnh hông này. Ở đây là có một chiếc quạt tản nhiệt. Tại vì nó làm việc với công suất cao, thế nên là nó phải dùng một cái quạt để tản nhiệt. Đấy. Tản cái hơi nóng đi. Phía đây là phía để cắm nguồn này. Rồi, còn bề mặt phía dưới này sẽ có in tên này, cũng như là công suất 20A này. Đấy, tên của nó là XLDF999. Nhưng mà mình cứ gọi
nó là 24 cổng cho nó dễ nhớ. Thì cái này như nhà sản xuất có in ở trên hộp này cũng như là cái tờ hướng dẫn ấy, đó là công suất tối đa trên một cổng USB ấy, là 3,5A. Đấy, nó sẽ tự động điều chỉnh dòng điện này. Và tổng công suất khi mà cắm full các cổng ấy, nó sẽ là tổng công suất là 100W 20A. Đây, để mình cắm thử cho các bạn xem này. Các bạn sẽ cắm cái này nó có khe cắm đúng chiều. Đấy, nó như là cái hình thang vậy, các bạn chỉ cắm vào là được. Đây, còn một đầu thì các bạn cắm vào ổ điện. Khi mà cắm vào thì nó sẽ có đèn báo điện này, cái đèn sáng màu đỏ lên để các bạn biết là đã có điện. Đây, để mình cắm thử sạc cho bạn xem này. Nhà mình thì không có nhiều thiết bị, thế nên cũng chỉ cắm một vài cái cho các bạn xem này. Cái này nó sẽ là tự động điều chỉnh dòng điện này, để phù hợp với thiết bị của các bạn này, cũng như là thiết bị, ví dụ mà các bạn cắm thiết bị nào mà nó gần hết pin ý, thì nó sẽ tự động điều chỉnh vào cái dòng điện nó cao hơn và các thiết bị mà đã gần đầy pin. Đấy, tiếp theo mình sẽ cắm thêm một cái sạc nữa này. Ở đây mình sẽ cắm là một chiếc sạc dự phòng với dung lượng là 20.000 mAh này. Thì với tùy từng thiết bị điện tử này, dung lượng khác nhau thì tốc độ sạc vào này cũng như là thời gian nó đầy nó sẽ là khác nhau. Đấy, nhưng mà mình nghĩ mà khi các bạn mà sạc quá nhiều thiết bị như này, ví dụ cắm full cổng 24 cổng ấy, thì các bạn sẽ cũng không quan tâm đến mà cái nào sạc nhanh, cái nào sạc chậm đâu, tại vì là mình mà quan sát hết 24 cái thì nó cũng mất thời gian. Đấy, thế nên là các bạn chỉ việc cắm vào thôi. Đây, mình sẽ sạc cho chiếc iPhone của mình này. Đó, tất cả các thiết bị đều lên điện bình thường. Thay vì các bạn phải mua nhiều ổ sạc này, thì các bạn chỉ cần một ổ duy nhất này thôi, không cần phải 24 cái cục sạc làm gì cả. Thì các bạn đã sạc cho một lúc là 24 thiết bị rồi. Cảm ơn các bạn đã xem clip này. Nếu các bạn thấy hay đừng quên like, share và subscribe kênh này. Đừng quên link mô tả cũng như link mua hàng mình để ở phía bên dưới này.